chào anh chị các bạn. Sau khi anh chị các bạn đã làm tốt cái việc đầu tiên khi đến Oriflame, đó là làm tốt cái công việc bán lẻ cái doanh số cá nhân 1,5 triệu đến 3 triệu, để các bạn bước sang cái công việc thứ hai khi đến với Oriflame, đó là công việc tuyển dụng, phát triển cái hệ thống để cùng kinh doanh với chúng ta, để nhân rộng về lực lượng cũng như về doanh thu, để chúng ta cùng nhau đi đến sự phát triển về chức danh, về thu nhập như mình mong muốn. Thì rất nhiều anh chị và các bạn sau khi được học về định hướng và cái cách thức để khởi đầu với hoạt động tuyển dụng, thì chúng ta đã làm rất tốt cái việc lập danh sách mối quan hệ, làm ấm và gợi mở mỗi ngày để mình có được những cái lời ngỏ, để có được những ứng viên tò mò muốn tìm hiểu về công việc. Và khi đó thì các bạn sẽ kết nối chặt chẽ với hệ thống anh chị các bạn bảo trợ đi trước, đó là bác, đó là những anh chị quản lý của công ty, sẽ có kiến thức, có kinh nghiệm, có tự tin, sẽ cùng các bạn để cung cấp thông tin về Oriflame tới mọi người, để nếu như mọi người thực sự quan tâm thì chúng ta có thể giúp đỡ mọi người cùng khởi động công việc kinh doanh Oriflame giống như các bạn, giống như bác. Nhưng rất nhiều anh chị các bạn cũng rất là băn khoăn rằng là vậy thì có những phương pháp nào để tuyển dụng hiệu quả? Thì trong video này bác muốn truyền cảm hứng cho các bạn về một số phương pháp để giúp các bạn có được thêm những nguồn ứng viên quan tâm muốn tìm hiểu về công việc kinh doanh mỗi ngày. Thế thì cái cách thức đầu tiên mà bác muốn các bạn là hãy duy trì cái thói quen và áp dụng nó mỗi ngày, đó là trong cái việc giao tiếp mỗi một ngày thì chúng ta luôn có một cái quá trình gặp gỡ những người thân, những người quen, những người bạn bè, rồi những người chủ của những cái dịch vụ về ăn uống, mua sắm mà các bạn gặp mỗi một ngày. Thế thì có một cái câu nói mà bác muốn các bạn là hãy học thuộc nó, hãy luôn đưa vào câu cửa miệng của mình, đưa vào tư duy của mình, đó là câu nói hàng ngày, đó là bạn có biết ai không. Các bạn nhé, các bạn nhớ cho bác một câu hỏi rất thú vị, đó là bạn có biết ai không. Bởi vì 70% cái tuyển dụng hiệu quả nhất mà một bạn tư vấn viên có thể nhận được, đó chính là qua những lời giới thiệu của mối quan hệ xung quanh các bạn. Bởi vì tại sao cái việc giới thiệu lại rất hiệu quả? Thì các bạn hiểu đơn giản là như thế này: khi mối quan hệ của bạn, mọi người rất tin tưởng bạn, và mối quan hệ của bạn và người thân các bạn thì lại rất tin tưởng người thân các bạn và bạn các bạn. Vì vậy, khi anh chị các bạn làm tốt cho bạn cái lời gợi mở, lời nhờ giới thiệu, đó là cô chú, anh chị và các bạn có biết ai đang muốn tìm kiếm một cơ hội kinh doanh thêm mà không cần phải bỏ vốn, không gò bó về thời gian, và được chỉ dẫn cách thức kinh doanh và có cơ hội được hợp tác với một cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới, cũng như được học rất nhiều những kiến thức kỹ năng về giao tiếp, về tư duy và con người, thì có thể giới thiệu cho mình, có thể giới thiệu cho em, cho cháu. Và đương nhiên là khi các bạn đặt lời ngỏ như vậy thì đôi khi chính những mối quan hệ, người thân, người quen của các bạn cũng sẽ tò mò và hỏi các bạn rằng à, vậy công việc đấy là công việc gì? Mình có làm được hay không? Vì vậy, đôi khi cái việc các bạn sử dụng cái câu ngỏ bạn có biết ai, cô có biết ai, chú có biết ai, thì đôi khi nó lại chính là một mũi tên trúng hai đích. Vừa là chúng ta nhờ mối quan hệ của chúng ta giới thiệu cho chúng ta những mối quan hệ quan tâm, nhưng đôi khi trong chính cái mối quan hệ mình đang giao tiếp thì mọi người cũng đang có mong muốn như chúng ta. Bởi vì thực tế cuộc sống hiện nay thì các bạn thấy rằng là
chi phí cho cuộc sống, cho giao tiếp, cho gia đình, cho con cái thì thường rất là cao, nhưng thu nhập chúng ta nhận được thì lại cực kỳ giới hạn. Vì vậy xu hướng bây giờ mọi người cũng phải năng động hơn rất là nhiều để có thể có thêm thu nhập. Vì vậy những cơ hội mở giống như Oriflame là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời mà anh chị các bạn có thể sử dụng nó. Và phương pháp thứ hai mà bác muốn anh chị các bạn có thể sử dụng cũng rất là chủ động, cũng rất là dễ dàng. Thông qua Facebook, thông qua Zalo thì chúng ta sẽ có những người bạn của mình. Chúng ta có những người bạn của bạn mình, đặc biệt là thông qua Facebook. Các bạn có thể vào cái danh sách bạn bè, người thân của chúng ta. Chúng ta có thể chọn ra 5-10 mối quan hệ. Nếu như các bạn lựa chọn họ là những người làm về giáo viên, công chức, làm về kinh doanh online, làm về ngành làm đẹp, thì các bạn mạnh dạn inbox với những mối quan hệ đó. Chào bạn, chào anh, chào chị. Thông qua bạn A thì mình biết tới Facebook của bạn. Mình tự thiệu, mình tên là Bắc, hiện nay đang là quản lý bên thương hiệu kinh doanh về sản phẩm đến từ Thụy Điển, thông qua một phương thức gọi là kinh doanh online, kinh doanh trực tiếp. Thì bên mình thì đang có một cái cơ hội giúp mọi người được học hỏi kiến thức về làm đẹp, về kinh doanh, để có thể làm đẹp cho chính mình, cho gia đình, cũng như là có thêm một cơ hội kinh doanh để có thêm thu nhập. Nhưng điều quan trọng là bạn không bị rủi ro về vốn, bạn không bị gò bó về thời gian, và bạn được chỉ dẫn và cầm tay chỉ việc. Thì nếu như bạn thực sự quan tâm thì có thể inbox và mình có thể trao đổi cụ thể với bạn về công việc bên mình đang có. Thế thì khi các bạn kết nối, làm quen với những người bạn của bạn mình thông qua Facebook, thông qua Zalo, thông qua những công cụ mạng xã hội, rồi thông qua những buổi họp lớp, những buổi sinh nhật, những buổi tiệc, những buổi đi chơi, thì chúng ta thể gặp bạn của bạn mình cũng rất là nhiều. Thì các bạn nên có một thói quen, đó là mình tiếp cận, mình kết nối, cũng như là mình chia sẻ với mọi người để có thể gợi mở về cái cơ hội mình đang có. Và với cái thói quen mà các bạn mỗi một ngày các bạn chọn ra 5-10 mối quan hệ thông qua cái danh sách bạn bè trên Facebook của bạn, bạn mình, và chúng ta kết nối đặt lời ngỏ, thì sẽ có một tỷ lệ xác suất từ 10 đến 30% trong số những mối quan hệ mà bạn chia sẻ đó, mọi người cũng sẽ tò mò và sẽ hỏi lại bạn đó là cái gì. Thì khi đó chính là cơ hội để các bạn có thể chia sẻ cho mọi người về sản phẩm, về công việc mà chúng ta đang có tại Oriflame. Bác vẫn luôn nhấn mạnh với tất cả anh chị các bạn tư vấn viên của Oriflame, bác và các bạn hãy luôn tự hào, bởi vì chúng ta đang được hợp tác và có một cuộc kinh doanh cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta có sản phẩm tốt, chúng ta có một thương hiệu tốt, chúng ta có một cơ hội kinh doanh mà không có rủi ro về vốn, không bị gò bó về thời gian và phù hợp cho mọi đối tượng. Thì chúng ta hãy tự hào và mạnh dạn chia sẻ mỗi ngày, và luôn tập trung vào những người đồng ý và quan tâm, thì các bạn sẽ sớm có thêm được những cái đội ngũ cộng tác phân phối, và trong số đó sẽ có những bạn tiềm năng thật sự thích kinh doanh, thật sự có tham vọng, và họ sẽ cùng bạn phát triển một hệ thống, một doanh nghiệp phân phối với mức doanh thu cực kỳ lớn với Oriflame. Và kỹ năng tiếp theo, cái phương pháp tiếp theo mà bạn muốn bật mí với các bạn, mà các bạn có thể sử dụng, đó là bạn hãy chọn ra những cái người bạn thân quen mà bạn có sự kết nối hàng ngày. Các bạn có thể nhờ người thân, người bạn của các bạn đăng những cái tin về tuyển dụng trên tường Facebook, trên Zalo, trên Viber,
trên công cụ mạng xã hội của những người bạn của mình. Và nhờ mọi người giúp các bạn lan tỏa cái cơ hội chúng ta đang có tới mọi người. Đương nhiên là trước khi để nhờ, để muốn mọi người giúp các bạn đăng tin tuyển dụng, thì các bạn cũng sẽ phải chia sẻ một chút về Oriflame, về cơ hội mà bạn đang có ở Oriflame. Cũng là một mũi tên chúng hay đi. Đó là vừa cho bạn của bạn hiểu về sản phẩm, hiểu về cơ hội. Nhưng khi bạn của bạn thật sự tin tưởng, yêu thương bạn, muốn giúp đỡ bạn, thì bạn tin tưởng rằng người thân và bạn bè của bạn không ngại đăng giúp các bạn những tin về tuyển dụng. Và từ đó chỉ cần tag tên và số điện thoại của bạn, và với ai quan tâm thì bạn nhờ mối quan hệ của bạn tag tên bạn hoặc tag số điện thoại của bạn và báo cho bạn thông tin của người quan tâm, thì từ đó bạn cũng sẽ có thêm những nguồn ứng viên cực kỳ tuyệt vời. Đôi khi bạn của bạn, người thân của bạn không quan tâm và chưa quan tâm công kinh doanh này, nhưng xung quanh những mối quan hệ người thân của các bạn sẽ có rất rất nhiều mối quan hệ là đang rất quan tâm đến một cơ hội về kinh doanh rất là tuyệt vời. Vì vậy, với ba cái phương pháp mà bạn vừa chỉ cho các bạn cực kỳ dễ dàng, thì các bạn chắc chắn sẽ tuyển dụng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ dễ dàng với Oriflame. Và luôn nhớ cho bác một câu nói rất nổi tiếng của cô Tamila: tôi là người được nghe nhiều lời từ chối nhất trong số những người đang làm Oriflame, để ngày hôm nay tôi trở thành người thành công nhất trong số những người đang làm Oriflame.